Không có vốn thì kiếm tiền online bằng cách nào? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay lại cho các bạn một cái chủ đề về kiếm tiền online. Và cái ứng dụng ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là ứng dụng Onert. Và nhắc tới Onert thì có thể là nhiều người không biết đến, nhưng mà nếu nói đến là ví VNDC Wallet thì chắc hẳn là sẽ có đông đảo nhiều người biết đến hơn. Bởi vì cái Onert nó chính là cái tên gọi mới của ứng dụng là VNDC Wallet. Và hiện nay thì VNDC Wallet đã tái cơ cấu trở thành ứng dụng Onert vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết thông qua video ngày hôm nay nhé. Onert thì hiện nay đang là một trong những cái ứng dụng tiền điện tử được sử dụng khá nhiều tại Việt Nam với khoảng 1,5 triệu lượt tải và hệ sinh thái khá đầy đủ. Có rất nhiều những cái sản phẩm tài chính dành cho tất cả mọi người. Và ứng dụng Onert này sẽ dành cho các đối tượng, thứ nhất là có nhu cầu quan tâm đến tiền điện tử và nó hướng đến đối tượng là người Việt bởi vì nó rất là dễ sử dụng. Có thể nói là đây là một trong những cái ứng dụng dễ dùng nhất trong những cái app đầu tư tiền điện tử hiện nay. Và cái ứng dụng Onert này nó sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu biết nhiều hơn về tiền điện tử. Các bạn cũng không cần quá quan tâm đến những cái địa chỉ ví này hay là smart contract hay là các ký hiệu lằng nhằng của blockchain như các app khác, mà nó sẽ đơn giản hóa mọi thứ dễ dàng hơn. Và ứng dụng Onert cũng có nhiều cách để giúp bạn có thể sinh lời và nó cực kỳ là đơn giản sử dụng. Ngoài ra thì nó có thêm tính năng đó là dễ dàng chuyển tiền USD từ những cái ví khác, những cái sàn khác về ứng dụng Onert để các bạn có thể thanh khoản ra bằng tiền Việt một cách dễ dàng. Và cái điều mà các bạn rất là quan tâm đến cái ứng dụng Onert đó là chúng ta sẽ kiếm tiền như nào ở trên ứng dụng Onert, đúng không? Thì video này thì mình sẽ hướng đến những đối tượng đó là những người mới và muốn kiếm tiền online nha. Để có thể bắt đầu kiếm tiền với cái app Onert này thì các bạn sẽ làm như sau. Trước tiên thì các bạn cần phải tạo một cái tài khoản. Các bạn đăng ký dưới cái đường link mô tả video này của mình nhá. Và khi mà các bạn đăng ký tài khoản xong thì các bạn sẽ được có một cái chương trình thưởng rất là hấp dẫn của Onert luôn. Đây, mình sẽ mở cho các bạn về cái chương trình. Onert có triển khai cái chương trình là tặng thưởng cho người dùng mới. Với cái mục tiêu là mở rộng tiềm khách hàng và giúp nhiều người có thể trải nghiệm Onert hơn, thì Onert họ sẽ đưa ra cái chính sách đó là mỗi một cái người dùng mới mà đăng ký tài khoản ấy thì sẽ được nhận luôn một cái phần thưởng đó là 200.000 VNDC. Nó tương ứng với lại 200.000 Việt Nam đồng đối với người Việt Nam, hoặc là nếu như là người nước ngoài thì sẽ được tặng là 10 USDT đối với các quốc gia khác ngay sau khi các bạn mở tài khoản nhé. Chính vì thế nên là đối với bạn nào mà muốn bắt đầu kiếm tiền ấy, thì chúng ta đăng ký tài khoản và chúng ta được có thể nhận được tiền luôn. Và với 200.000 đồng này thì các bạn có rút ra được không? Thì câu trả lời là có, các bạn có rút ra được. Tuy nhiên không phải là luôn, mà nó sẽ có điều kiện, đó chính là các bạn cần phải KYC tài khoản. Nghĩa là các bạn cần phải xác thực danh tính, chụp ảnh thông tin cá nhân và tải cái chứng minh thư lên. Đó. Sau khi mà các bạn tải chứng minh thư và KYC thì cái phần thưởng này nó sẽ được mở khóa trong vòng 365 ngày, có nghĩa tương ứng là gần 1 năm ấy, thì nó sẽ mở khóa cho các bạn. Và cũng không có yêu cầu về khối lượng giao dịch như là trước kia. Trước kia với ứng dụng VNDC thì các bạn cần phải có khối lượng giao dịch các bạn mới được nhận tiền. Tuy nhiên là đối với Onert hiện nay thì không có yêu cầu khối lượng. Và thứ hai là cái số tiền 200.000 VNDC đó nó vẫn ở trong ví các bạn và nó sẽ sinh ra lãi suất là 12,79% mỗi năm. Đó, nghĩa là hàng ngày cái phần 200.000 đồng này nó vẫn sinh ra lãi cho các bạn nha. Và nó sẽ trả lãi hàng ngày cho các bạn. Đối với cái phần lãi ngày này thì các bạn lại có thể rút ra được bất cứ lúc nào. Đó, nó rất là hay đúng không? Tuy nhiên thì có một cái điều kiện là nếu như những bạn mà đăng ký tài khoản mà không hoàn thành KYC nâng cao trong vòng 3 tháng, hoặc các bạn không KYC mà các bạn cũng không phát sinh bất kỳ một cái giao dịch quy đổi nào trong 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản, thì cái phần thưởng này sẽ bị thu hồi. Thế nên đối với bạn nào mà đăng ký tài khoản thì thực hiện KYC luôn nha. Rồi, đây là một cái chính sách rất là hay, bởi vì đăng ký mà nhận được tiền luôn thì tội gì mà không đăng ký đúng không? Và đến phần thứ hai là cái chính sách mà thưởng khi mà các bạn muốn kiếm tiền với Onert nó mới là hay nhá. Rồi, ngoài cái việc là các bạn đăng ký tài khoản các bạn được nhận 200.000 đồng đó để các bạn ở trong để trong ví này, sau một năm các bạn được nhận và nó sinh ra lãi suất cho các bạn, thì ở đây đây là cái cách mà giúp cho mình cũng có thể kiếm được tiền thu nhập thụ động vài triệu một tháng. Lát nữa mình sẽ sâu thu nhập cho các bạn xem nha. Khi mà các bạn đã tiến hành đăng ký tài khoản và KYC thành công rồi thì các bạn có thể đăng ký làm đối tác hoặc là cộng tác viên. Thì các bạn cũng chỉ cần đó là các bạn gửi cái đường link tiếp thị liên kết này và giới thiệu cho những người khác, những người có nhu cầu kiếm tiền online hoặc những người có nhu cầu sử dụng về quan tâm đến tiền điện tử mà những người mới ấy, họ cũng chưa biết cách thao tác nhiều, thì cái ví Onert này nó cũng rất là dễ sử dụng. Đó, thì khi các bạn giới thiệu cho người khác và họ tiến hành đăng ký cộng với lại KYC tài khoản
thì các bạn sẽ được nhận là 35.000 đồng. Giống như bây giờ mình giới thiệu cho các bạn KYC mình cũng sẽ được nhận 35.000 đồng, các bạn được nhận 200.000 đồng. Đó, và ngoài 35.000 đồng này sẽ được nhận thêm một cái lượt mở crypto miễn phí ngay khi mà các bạn giới thiệu thành công. Đó, nghĩa là ngoài 35.000 các bạn sẽ được tặng một cái mở một cái lần muốn như cái hộp quà ấy, mở crypto miễn phí ấy. Thì trong cái hộp quà đấy nó cũng khá giá trị nhá, có những lúc mình nhận được một đô luôn ấy, một đô nó tương ứng với lại khoảng 23.000 đúng không? Đó, thì cộng với lại ví dụ như may mắn mình nhận được một đô, hoặc có lần mình nhận được 0,01 Bitcoin luôn, nó hơn 100.000 luôn. Đó, thì cái phần quà may mắn này thì sẽ do Honor họ nó tự phân phối nha. Đó, và ngoài ra thì nếu như các bạn là đối tác cấp cao ấy, hoặc là đối tác cấp khu vực ấy, thì ngoài 35.000 cộng với một lượt mở thành công thì các bạn sẽ được nhận thêm là 5.000 VNC nữa trên một người. Đấy là theo cái chính sách kinh doanh dành cho đối tác. Và để có thể trở thành đối tác ấy, thì các bạn cần phải nâng cấp lên cái level là level 2. Đó, và các bạn xin đăng ký đối tác. Thì để trở thành đối tác thì các bạn cần phải mua cái đồng Honor ấy, để các bạn chữ ở trong ví của bạn để các bạn nâng cấp về đối tác. Còn nếu bạn nào mà không có muốn làm đối tác ấy, thì các bạn có thể làm cộng tác viên bình thường cũng được. Thì các bạn có thể kiếm được 35.000 cộng với một lượt mở. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái app ra cho các bạn nha. Đây là cái app Honor này. Thì mỗi khi mà các bạn giới thiệu người dùng thành công ấy, thì các bạn sẽ được nhận 35.000 đồng. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái biểu tượng thông báo này. Đó, mình sẽ kéo dưới này nha. Ok, còn thêm một cái ưu việt nữa, đó là ngoài cái việc là các bạn được nhận 35.000 đồng và một cái lượt mở thành công, thì các bạn còn được thưởng hoa hồng trên cái phí giao dịch. Ví dụ như là các bạn giới thiệu cho những người dùng khác và họ có nhu cầu dùng cái app này để họ mua sắm hoặc là mua bán quy đổi tài sản ấy, thì trên cái phí quy đổi đó, Honor họ sẽ trích lại cho các bạn một phần. Đây, ví dụ như đây mình nhận được hoa hồng này, hoa hồng 867 VNDC này, đó, khá nhiều nha. Thì cái phần hoa hồng này ấy, thì VNDC họ sẽ gửi cho các bạn vào một cái ví, đó là ví commission. Đây, bạn nhìn thấy ví commission này chưa? Đấy. Thì cái ví này ấy, thì khi nào nhá, đây, cái tiền này, tiền hoa hồng này nó tự động nó sẽ chuyển về vào ngày năm của tháng. Hoặc là nếu như mà khi mà nó đủ 2 triệu thì nó sẽ tự động nó chuyển về ví cho các bạn. Hoặc là nếu không đủ 2 triệu thì sẽ cần đến là ngày năm của hàng tháng này nó sẽ chuyển về. Đó, đây là những cái phần hoa hồng tự động này. Đó, sau khi các bạn giới thiệu thành công xong thì vừa nhận được 35.000 đồng đúng không? Và sẽ nhận được một cái hộp quà. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng hộp quà này chưa? Đây mình sẽ bấm vào cái hộp quà nhá. Đấy. Thì trong cái hộp quà này ấy, thì đây mình sẽ có 3 cái lượt mở này. Nghĩa là gần đây đang có 3 người đăng ký dưới đường link của mình đúng không? Mở nó ra. Rồi. Kéo lên nhá. Đấy, mình đã nhận được một đồng DK này. Rồi, tiếp tục mình lại mở tiếp xem mình nhận được đồng gì nha. Các bạn có thể mở ngẫu nhiên. Rồi, một đồng Beko này, đấy. Tiếp này. Đấy, một đồng Raka. Ok, thì tất cả những cái đồng này ấy, thì các bạn khi mà các bạn đã nhận nó sẽ về ví cho các bạn này. Các bạn vào phần wallet này. Đấy, các bạn kéo dưới. Ví dụ những cái đồng mình được thưởng này thì nó cứ tặng thưởng dần dần như này thôi. Thì các bạn biết là một thời gian nữa những cái đồng coin này nó tăng giá lên đúng không? Thì có thể là những cái phần thưởng mà mình được tặng ấy, nó cũng sẽ tăng giá, nó sẽ tăng giá trị theo thời gian. Đấy, đây tất cả những cái đồng lẻ lẻ này là những cái đồng mà mình được tặng đấy. Thì dần dần cứ tích tiểu thành đại thôi đúng không? Đây ví dụ đồng Tomo này mình được tặng này, nó sẽ tương ứng với lại khoảng gần 50.000 này. Đấy, rất là nhiều đồng này. Đây là một cái cách mà kiếm tiền rất là dễ cho những cái bạn mới mà không có nhiều vốn ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn là đăng ký tài khoản và các bạn bắt đầu kiếm tiền với cái ứng dụng Honor này. Vì hiện nay thì để có thể mở rộng triển khai người dùng thì Honor họ cũng đưa ra khá nhiều những chính sách ưu đãi. Trước kia thì Honor giới thiệu người dùng cũng chỉ được 25.000 đồng thôi và cũng không có thêm bất kỳ một cái phần thưởng gì tặng thêm cả. Đó, tuy nhiên bây giờ các bạn làm kiếm tiền với Honor thì các bạn sẽ được 35.000 đồng cộng với lại là cái chính sách mở quà này, hộp quà này, đấy, chính sách mở hộp quà cộng với lại là những cái hoa hồng ấy từ cái việc quy đổi giao dịch của người dùng nữa. Ngoài ra thì nếu với những bạn nào mà muốn cộng tác với VNDC và có những kênh YouTube ấy, thì các bạn cũng có thể là kiếm tiền bằng cách là các bạn làm marketing cho dự án này. Thì mình sẽ mở cho các bạn xem cái chính sách về đối tác nha. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn về cả chính sách. Nếu như những bạn nào có kênh YouTube và các bạn cũng muốn là kiếm tiền từ cái việc hợp tác làm YouTuber hoặc là KOL quảng bá cho dự án ấy, thì các bạn sẽ được thưởng này. Ví dụ như một video các bạn làm mà có 1.000 lượt view thì các bạn sẽ được tặng là 10 đô Honor. Đó. Và càng nhiều thì nó sẽ càng tăng lên. Đấy.
đối tác sẽ được nhận được cái phần thưởng này khi mà video các bạn đạt mốc. Và cái điều kiện nhận thưởng đó là cái video nó sẽ là do video chính chủ của bạn cộng với lại là số lượt xem tự nhiên, không phải là số lượt xem chạy. Đấy, đây là nếu các bạn nào mà quan tâm và cũng muốn cộng tác thì cũng có thể là truy cập vào cái cộng đồng Telegram hợp tác với YouTuber của bên Honest này. Đó, nó cũng khá là nhiều những cái chương trình hay để cho các bạn kiếm tiền. Rồi, ok, thì video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quan về cái cách kiếm tiền của ứng dụng đã. Và đối với bạn nào bắt đầu mà muốn kiếm tiền với Honest thì hãy đăng ký ngay một cái tài khoản dưới đường link mô tả video này của mình nhé. Đó, và đường link giới thiệu thì để các bạn có thể giới thiệu cho những người khác thì các bạn cũng sẽ vào này. Đầu tiên các bạn vào cái biểu tượng hình logo mặt người đây. Các bạn kéo dưới này, các bạn ấn vào phần là giới thiệu. Đó, và đây nó sẽ hiển thị ra cho các bạn vật cái phần giới thiệu bạn bè này. Các bạn lấy mã giới thiệu này. Đó, bây giờ mình sẽ gửi cái mã giới thiệu này cho các bạn thì khi mà các bạn mở cái mã ra nó sẽ có một cái đường dẫn như này nhá. Đó, khi mà các bạn mở cái mã giới thiệu của mình ra nó sẽ hiển thị ra đây là một cái đường dẫn giới thiệu này. Đó, và các bạn sẽ được nhận miễn phí crypto và 200.000 để bắt đầu. Đó, thì khi mà các bạn đăng ký qua đường link của mình thì nó mới có nhá, có tặng thưởng nhá. Rồi, ok, thì video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách kiếm tiền với Honest theo cái chính sách mới. Và những video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn hơn về cái cách mà các bạn thực hiện mua các đồng VNDC ở trên tài sản này như nào, cách quy đổi như nào. Đấy là đối với những bạn nào mà muốn sử dụng Honest để các bạn có thể kiếm tiền bằng cách khác. Ok, thì video này của mình là giới thiệu về cái app Honest dành cho những người mới. Và đối với những bạn nào đã sử dụng Honest rồi và cũng quan tâm đến việc kiếm tiền thì cũng có thể hoàn toàn áp dụng theo cái cách mà mình vừa chia sẻ để các bạn bắt đầu kiếm tiền. Và đây là cái phần hoa hồng này. Đấy, mình đã kiếm được từ Honest này. Nó không quá là nhiều nhưng mà nó là một cái nguồn thu nhập thụ động. Bởi vì những cái người dùng ấy, khi mà họ thực hiện giao dịch quy đổi này, đó thì mình sẽ nhận được đây, vừa nhận 35.000 VNDC. Và với cái đồng VNDC này các bạn có thể dễ dàng bán ra tiền Việt Nam đồng rất là dễ. Thì hãy đón xem những video tiếp theo của mình nha. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình, cộng với lại đã đăng ký ngay một cái video Honest dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.